Tôi nói bao boy. Một tập tin bao boy là một presentation, tức là một cái bài thuyết trình. À, cô nói nữa nè. Bao boy là phần mềm trong nhóm Microsoft Office, có nghĩa là công ty Microsoft nghĩ rằng những người làm công tác văn phòng phải biết Word để đánh máy, Excel để tạo những cái bản tính, bao boy để thuyết trình. Ít nhất mình đi làm thế nào mình cũng có thuyết trình, hoặc mình đi học cũng vậy nữa. Thuyết trình cho các bạn nghe về vấn đề nào đó. Vậy cho nên ba phần mềm mà dân văn phòng nhất định phải biết đó là Word, Excel, PowerPoint. Word, Excel hôm nay mình làm nhiều rồi. Bây giờ PowerPoint, một tập tin là một bài thuyết trình, tiếng Anh là presentation, bài thuyết trình. Một bài thuyết trình thì có nhiều trang, mỗi trang gọi là một slide là một trang. Khi mình tạo tập tin mới thì nó cho mình một slide ha. Và mỗi slide thì thuộc một layout. Layout là gì? Layout là bố trí các văn bản bên trong cái slide đó. Nè, ở đây nó có sẵn 9 cái layout. Layout dạng tiêu đề, title slide. Mình có thể đổi layout khác. Layout dạng title and content, tiêu đề và nội dung. Layout dạng section header, layout dạng two content, hai nội dung ha. Trong đây nó bỏ những cái này gọi là placeholder, bỏ những cái text box để mình gõ chữ vô thôi ha, bỏ sẵn vậy đó. Thì cái layout là cái bố trí những cái ô text box để mình gõ chữ vô, hoặc các đối tượng khác, ví dụ như table nè, rồi đồ thị nè, rồi smart art vân vân. Rồi, layout dạng comparison, so sánh. Mình có thể, mình muốn so sánh hai cái gì đó, mình có thể chọn layout này nè. Họ thiết kế sẵn cho mình để phải làm. Rồi, layout dạng title only, chỉ có tiêu đề thôi. Rồi, layout dạng blank. Nếu mình muốn tự thiết kế bố cục trong cái slide này, thì mình chọn blank. Rồi mình có thể bỏ text box vô mình gõ chỗ này, bỏ text box vô gõ chỗ này, bỏ Word art vô chỗ này, vân vân. Này blank, layout trống. Rồi layout dạng content with caption, nội dung và một cái ghi chú gì đó, nội dung bên đây và cái ghi chú gì đó ha. Rồi layout dạng picture with caption, hình ảnh và cái ghi chú đó. Là chính cái layout thường dùng trong đây ha. Nè, khi mình tạo một cái tập tin mới, ví dụ cô đóng này lại ha, ví dụ như cô tạo tập tin mới khác đi, cô tạo tập tin mới thì nó cho cô một cái slide, và cái slide này thường ở dạng tiêu đề, title slide. Tại vì khi một cái bài thuyết trình mới mở ra thì là cái tiêu đề. Tiêu đề thì click vào đây để thêm tiêu đề. Tiêu đề cái gì đó, dưới này là tiêu đề con. Tiêu đề con có thể là tên tác giả hay cái gì đó ha. Rồi cái gì nữa. Rồi cô đóng này nha, cô đóng lại ha. Cô đóng lại. Không lưu. Ở đâu rồi? Này. Rồi nãy giờ cô nói nè. Tập tin bao boy là một bài thuyết trình. Rồi khi xem một cái tập tin thì nó có những cái chế độ xem. À, cô hay nói đùa với học trò là nhìn sau lưng cô. Lớp mình đâu biết mặt cô ngoài đời đâu ha. Nhìn sau lưng cô ốm ốm như hôm nay ở nhà nghỉ dịch mập rồi. Thì nhìn cô ốm ốm tưởng cô trẻ, view sau lưng. Một đối tượng thì có nhiều góc nhìn đến đối tượng đó. View sau lưng cô, view trước mặt cô. View sau lưng cô thấy cô ốm ốm tưởng cô trẻ, view trước mặt là thấy cô dì hưu rồi ha. Thì một tập tin bao boy nó cũng có nhiều cái view. View normal, đây là chế độ view normal, là cái chế độ mà mình xem và mình thiết kế cái slide đó. Thiết kế là có thể mình gõ nội dung vô trong đó ha. Rồi view slide sorter, trong cái chế độ slide sorter này mình không có gõ nội dung vô được. Mình chỉ có thể thay đổi thứ tự. Ví dụ như cô muốn đem cái màn hình PowerPoint này đưa đi trước, cô nắm cô kéo ráp chuột kéo bỏ lên này.
Này là view slide sorter. Rồi, đối với soạn thảo trong slide, mình có thể ghi chú trong cái normal này nha. Dưới này mình ghi chú. Ví dụ như cái slide này mình khi mình tạo một cái bài thuyết trình đó thì không phải là mình bê nguyên lên rồi mình đọc, mà mình chỉ đưa những cái dàn bài, những cái gạch đầu dòng để mình nhớ và mình nói về cái đề tài đó. Chứ mình không có copy từ Word lên rồi đọc, không ai làm vậy được nha. Thì có những cái slide mà cô hay quên thì cô mới ghi chú vô đây. Ví dụ chỗ này nên nói cái gì, cô ghi chú vô đây ha, ghi chú vô đây đó. Thì cái này gọi là note. Thì view note bay, ngay chỗ view note bay á thì chỉ soạn thảo được cái ghi chú thôi, trên này là cái hình thôi. Rồi view reading view chỉ đọc thôi, view reading view chỉ đọc cái này thôi ha. Rồi view slide master là cái gì, cô nói sao. Còn handout master, những cái master này là cái gì ha ha. Rồi bây giờ về view slide master này nha. Bây giờ cô tạo tập tin mới để cô nói về cái master. Những cái master này, slide master là cái master mà để soạn cho cái slide. Còn handout master là cái master để chỉnh cho cái bảng cầm tay. Còn note master là cái master cho cái bảng mà ghi chú. Rồi, thường thì mình dùng cái slide master này dùng như thế nào? Hay nha. Ví dụ bây giờ cô có một cái tập tin mà nó có rất nhiều slide. Bây giờ cô muốn thêm vô cái logo cho công ty, mà logo thì slide nào cũng có. Nếu bây giờ cô đứng trên slide 1, cô chèn cái logo, ví dụ logo của cô là cái hình nào đó ha, ví dụ logo của cô là cái hình này đi, thì khi mà cô chèn lên slide 1, nó đứng trên hình này thôi. Trong khi một cái bài thuyết trình mình có thể 100 cái slide, không lẽ mình đi 100 cái mình chèn 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 vô hết. Thì bây giờ cái slide master mới là hữu ích. Mình view slide master. Trong cái slide master này nó có nè nha, nó có những cái layout, cái trên cùng to nhất. Cô ví dụ như cô chèn vô cái logo thì cô nhìn dưới này nè, nhìn dưới này các layout đều có ha, trong này những cái layout của cái bài thuyết trình của cô nè, các layout của cô đều có. Tùy vào cái team, team là gì nha. Rồi bây giờ cô mới nói cái team là cái gì đây, team là cái gì. Team là tập hợp nhiều định dạng như là màu sắc, phông chữ, hiệu ứng và phong cách nền được gom vô một chỗ. Khi mình cần mình click vào cái team đó thì nó áp dụng nguyên cái bộ định dạng đó vào trong slide của mình. Cái tập tin mới này của cô chưa có chọn cái team nào hết, thì khi cô làm slide master, cô nhìn đây, cô đặt vô cái logo thì tất cả các layout bên dưới đều có logo. Nhưng khi cô chọn một cái theme nào đó trong cái slide master, cô vẫn có thể chọn theme đây nha. Cô vẫn có thể chọn cái theme đây. Theme là tập hợp nhiều định dạng gom vô và khi cần thì mình click vào đó, nó áp dụng nguyên một bộ định dạng nó vô trong tập tin của mình ha. Nếu mà cô chọn một cái theme nào đó thì có thể có những layout nó không có nè. Khi cô chèn trên cái master to nhất ở trên thì cái layout này lại không có nè, thấy không? Layout này không có nè. Layout này không có nè. Layout này không có nè. Đó, nó có nhiều cái layout không có. Còn nếu mà cô không chọn layout nào hết thì hầu như tất cả các layout đều có. Cho nên nếu dùng slide master thì để ý coi cái team của mình đó, cái layout đó nó có hay không. Nếu nó không có thì mình lại phải đi đến cái layout đó để mình chèn vô.
Thôi cô nói vậy hiểu ý cô không? Rồi cô nói tiếp cái Slide Master rất là hữu ích. Thứ nhất là dùng để chèn logo vô cho tất cả các slide của tập tin của mình. Một tập tin thì có thể khi mình thuyết trình thực tế có thể có 100 cái slide. Mà nếu mình cứ chèn logo từng slide không được, cho nên phải vô Slide Master. Và vô Slide Master thì chọn cái trên cùng đầu tiên á. Cái trên cùng đầu tiên, giả sử cô xóa này nha. Ha, cô xóa thì dưới này nó xóa hết rồi, thấy không? Chèn nó vô. Nhớ là chèn vô cái trên cùng đầu tiên. Cái lớn nhất ở trên á. À, còn cái nào cho nó nổi bật. Cái này đi. Mà khi mình chèn lên cái trên cùng đầu tiên thì dòm các layout bên dưới. Coi cái nào mà không có thì mình phải đi lên đến cái layout đó mình làm. Nếu một cái slide mà nó chưa có chọn cái theme nào hết thì hầu như là cái layout nào cũng có. Tuy nhiên, có những cái theme mà khi mình làm trên cái trên cùng thì nó không áp dụng cái định dạng đó cho cái trong cái master đó, thì mình lại phải đi đến ví dụ như cái này nè, thì cái layout này không có thì cô lại phải vô đây cô chèn nó ha. Cái layout này không có cô phải vô cái layout này, cái layout này không có cô phải vô đây cô chèn cho nó đó. Vậy thì khi mình ra ngoài cái chỗ này cũng không có cô phải chèn vô cho nó đó đó ha. Mình phải kiểm tra coi cái team đó thì cái layout nào không có cái định dạng mình muốn mình phải rà mình coi. Rồi cô đóng master view nè thì ra ngoài này cái nào cũng có hết, thấy không? Rồi cô trở lại master nè, master còn dùng làm gì nữa? Cái nào mà chèn định dạng trong master thì phải vô đó xem xóa sửa nó ha. Chứ còn ở ngoài cái nào mình chèn và mình định dạng nó trong master thì phải vô master xóa sửa nó. Ví dụ bây giờ cô muốn xóa cái team team hồi nãy cô làm trong đây thì bây giờ cô cũng vô trong đây cô xóa nó ha. Rồi cô muốn xóa cái logo, xóa logo đầu tiên cô xóa trên cái to nhất trên đây đó. Rồi dưới này nè, do hồi nãy nè cô chèn riêng lẻ nè cho nên cô tìm nó cô xóa ha ha đó. Cái nào làm trong master thì phải vô master xóa hoặc sửa. Chứ ở ngoài nó làm không được ha. Còn cái nào làm ở ngoài thì dùng làm thì ra ở ngoài xóa sửa được. Rồi, cái master còn dùng để định dạng nhất quán trong cái tập tin của mình. Ví dụ bây giờ cô muốn cái tiêu đề của cô phông chữ Times New Roman màu đỏ và cái phông chữ chỗ này ha. Times New Roman thì cô vô cái master mà cái to nhất ở trên cô chọn Times New Roman rồi chữ đậm màu đỏ rồi cái nền á thì màu vàng để cho nổi nè nha, để cho nổi là lớp mình thấy thôi chứ thực ra thì không ai làm vậy ha, nổi màu vàng ha. Rồi cô đóng master slide master Close Master View thì dưới ngoài này mọi cái tiêu đề của cô đều cô gõ vô này nha, đều phông chữ Times New Roman đây cũng vậy đó, định dạng một cách nhất quán à, đây định dạng một cách nhất quán. Rồi bây giờ mà cô định dạng cái này á, thì nó chỉ có tác dụng trên cái slide này thôi. Rồi bây giờ muốn sửa xóa cái gì mà mình đã làm trong master thì vô master xóa sửa thôi. Vậy master là như vậy đó, rất hữu ích. Ví dụ như cái đề này là đề số 16 nè. Nó có cái slide number, tức là slide số mấy, slide số 1, slide số 2, slide số 3, slide số 4. Nó có 4 cái slide ha. Rồi ví dụ như cái đề này thì làm sao? Những cái mà slide number này nó nằm trong một cái set Elip thì đầu tiên là cô bỏ này đi ha, cô tạo tập tin mới đi ha, nó có 4 cái slide ha. Rồi cô chọn cái theme ha, design theme nó là cái theme nào đây, theme
Rồi, ví dụ như cái đề 16 nè, nó có 4 cái slide. Nhưng mà nó không có cái team nào có sẵn hết, và dữ liệu của trong cái bộ đề thi cũng không có. Chỉ có 15 rồi 17 nè, dữ liệu 15, 17, đề 16 không có. Vậy cô phải tự thiết kế như thế này nè. Thì cô thấy cái đầu tiên nó có cái vệt đỏ đỏ ở bên trái. Còn ba cái slide kia thì nó dạng là tiêu đề và nội dung, thì nó lại có cái vệt đỏ đỏ bên phải. Vậy cô nên định dạng trong slide master. Ở đây người ta yêu cầu là thiết kế và thiết lập trong slide master sao cho các slide trình chiếu như thế này. Vậy thì ở đây cô có 4 cái slide rồi đây. Cô mới vô view slide master. Rồi, cái tiêu đề đầu tiên là cái này nè. Nghe. Nè, cái slide layout dạng tiêu đề á, cô vẽ một cái vệt insert xếp và cái hình chữ nhật này nè, vẽ ở đây. Rồi cô định dạng nó format shape fill. Rồi dạng more shape fill. Chỗ nào texture rồi chèn vô cái xếp xong rồi để nó giống của người ta thì cô chọn xếp fill nè. Cô thấy cái hình của mình á thì người ta có tô màu đỏ đỏ chấm chấm, vậy ở đây mình làm sao? Đỏ đỏ chấm chấm thì xếp fill chọn cái radian á, rồi hoặc là picture cũng được, không được radian á, chọn cái radian xong rồi more radian. Sau này trong chỗ này nó có cái thuộc tính, nó có cái format shape fill. No fill là không điền vào màu, solid fill là điền cái màu, tô cái màu mà nó đồng nhất. Còn gradient fill tô màu đậm nhạt. Bây giờ thì mình chọn pattern fill và mình chọn cái chấm 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 nè. Ha, chấm chấm màu gì? Chấm chấm màu đỏ. Rồi đóng lại. Còn cái border là shape outline đó, shape outline cô chọn cái no outline đó, thì nó giống của người ta ha. Rồi cái này là cái layout dạng tiêu đề. Rồi bên đây cô thấy layout dạng tiêu đề, rồi bên đây cô thấy tiêu đề và nội dung thì nó cũng có một cái shape thẳng đứng như thế này và nó đậm nhạt là dạng gradient đó. Vậy cô vô cái tên to nhất trên này nè, to nhất ở trên cô chèn vô một cái shape insert shape cũng cái hình chữ nhật và cô bỏ nó bên phải. Rồi cô cũng tô màu format shape fill và màu đỏ nhưng mà chọn gradient. Light variation nè, chọn cái này nè để đậm nhạt ha, chọn cái này nè ha, hoặc là more radiant để mình tự điền cái màu vô radiant fill. Radiant fill thì chọn cái tuyến tính và hướng hướng ở trên đậm dưới nhạt nè, ở trên đậm chỗ này cô chọn màu đỏ ha ha, là nó có radiant stop. Chỗ này cô chọn, cô có thể xóa bỏ cái này đi cũng được nè ha. Còn cái này thì cô chọn màu trắng đó, thì ở trên đỏ dưới trắng chỗ này đỏ nè, đỏ tươi á ha. Rồi đóng lại. Muốn thêm cái radiant stop, radiant là gì? Giống như cái dốc thì bỏ thêm vô nè ha, đó chỗ này có thể cho màu đỏ nhạt hơn xíu đó nè.
More color, đỏ như thế nào, giảm lại nè. Ok, rồi đóng lại. Vậy thì cái chỗ này cô xóa đi, cái tiêu đề nè. Nhưng không được hả? Rồi, nhưng mà cô thấy nè, nếu mà cô làm trên cái master to nhất ở trên thì cái layout dạng tiêu đề của cô nó cũng có. Nếu bây giờ cô xóa đây thì nó xóa tất cả nè. Xóa tất cả. Vậy thì cái tiêu đề á, là nó có cái vệt bên trái. Cô chọn cái tiêu đề và nội dung và cô chèn vô cái bên phải thì nó không ảnh hưởng tới cái layout dạng title slide ha. Vậy thì cô chèn vô đây chứ không chèn vô cái to nhất ở trên. Xếp xong rồi chèn vô đây. Và cô chọn cái format save field. Save field cái này nó không có cái layout, không có cái style nào hết thì cô chọn gradient. Gradient và more gradient để cô chọn màu. Rồi dây gradient field chọn cái này. Rồi đóng lại thì không ảnh hưởng tới này, là chỉ có mà mình thấy nó có ba bốn cái slide. Cái slide tiêu đề, slide tiêu đề thì cái vệt màu hồng ở bên trái, còn những cái tiêu đề và nội dung thì nó có cái vệt màu hồng bên phải. Bây giờ cô đóng cái slide master cô coi thế nào bên đây nha. Này nè, cái này bên trái, những cái dưới bên phải. Rồi cô thấy trong cái slide, trong cái mẫu người ta thì nó có slide number. Slide number ở đây nó nằm trong cái ellipse màu vàng. Vậy cô cũng vô cái slide master. Vô cái master view slide master và cô chọn cái to nhất ở trên. To nhất ở trên insert slide number là đánh số cái slide. Slide number và như này cô đánh dấu slide number rồi apply to all. Slide number là cái này nè, là cái này ha. Nếu bây giờ cô cho chữ màu đỏ đậm lên, to lên để lớp mình dễ thấy nè, thì khi cô đóng slide master cô coi bên kia thế nào. Đây nó có nè nha, số 1, số 2, số 3, số 4. Nhưng mà cô thấy nó nằm trong cái ellipse. Vậy cô phải vô cái slide master cô chỉnh lại. View slide master vô đây. Nó nằm trong cái này ha. Bây giờ cô mới format edit shape. Cô chọn change shape và chọn cái ellipse thì nó thành cái hình ellipse nè ha. Xong rồi cô coi nó thế nào. Ellipse này nó màu vàng và có bóng. Vậy coi có cái nào màu vàng hay không. Màu vàng và có bóng đây. Màu vàng và có bóng. Chọn cái này nè ha. Và thu nhỏ nó lại. Rồi canh giữa nó. Home. Canh giữa nó. Vậy bây giờ cô đóng cái master. Tất cả đều nè. Số 1, số 2, số 3, số 4. Đó. À, đây, màu nó màu màu vàng, quên ha, nó màu vàng, mình cũng màu vàng, đúng không? Rồi, cũng màu vàng rồi. Rồi vậy thì master dùng cho những cái trường hợp đó. Thôi. Rồi tiếp tục. Cô thấy cái tiêu đề á thì đây chữ màu xám xám. Chữ màu xám xám. Tất cả các tiêu đề đều chữ màu xám xám hết. Vậy nên chỉnh ở master. Cái gì mà định dạng nhất quán thì nên chỉnh ở master. Cô cũng vô master luôn. View slide master và cô chọn cái to nhất ở trên. Chọn cái to nhất ở trên nè ha. Xong rồi cô đổi phông chữ hình như là Tahoma hoặc Arial đó. Rồi Arial đi ha. Rồi chữ màu xám xám format coi có chữ màu xám xám hay không. Rồi chữ màu xám xám thì đi cho nó nhanh ha.
Rồi cô đóng lại thì cô thấy nè, tất cả các layout bên dưới đều có tác dụng hết. Slide Master đóng lại. À, rồi ở đây cái này cô có thể sửa ở đây cũng được, khỏi vô kia mất công. Đó, rồi cô gõ vô cái slide đầu tiên. Gõ slide đầu tiên là Văn Minh Bách Việt, Nguyễn Việt Quốc. Dưới này là Nguyễn Việt Quốc. Vậy tóm lại cái slide master dùng khi nào? Dùng khi mình thấy nó định dạng nhất quán trong tất cả các slide. Mà đối với cái đề 16 thì cô thấy là cái nào nên dùng slide master nè, chứ không phải là tất cả trong slide master đâu. Đầu tiên là cô thấy cái slide number, cái slide nào cũng có cái số cái đánh số slide mà là cái ellipse màu vàng. Vậy cái này vô slide master to nhất trên cùng và đặt nó ha. Rồi cô thấy cái layout dạng title slide, tiêu đề, thì nó có cái vệt màu đỏ ở bên trái. Cô cũng vô cái slide master và cô đặt cái slide master view slide master và cái tiêu đề nè, thì cái vệt màu đỏ ở bên trái nè, cái vệt màu đỏ bên trái hen. Rồi cô lại thấy trong cái đề này ba cái slide dưới là nó layout dạng tiêu đề và nội dung, nó có cái vệt màu, nó có cái vệt màu đỏ bên phải. Vậy cô cũng vô cái slide master và cô chọn cái layout tiêu đề và nội dung nè, tiêu đề và nội dung bên dưới, mà cô bỏ vô cái vệt màu đỏ bên phải. Rồi cô quan sát cô thấy là những cái này nó khác nhau, những cái chèn cái clip art này vô là nó khác nhau, cho nên không nên định, không được định dạng trong slide master. Cái này cô làm riêng, cái này cô làm riêng, này cô làm riêng ha. Này ba cái là ba cái riêng, cái này cũng làm riêng luôn. Khi nào nó nhất quán trong tất cả các slide thì cô mới làm trong slide master. Rồi vậy, bây giờ cô mới gõ vô từng cái, định dạng từng cái slide đây. Những cái này thì làm ở ngoài, ví dụ chữ địa lý, cơ sở văn minh, giọng cổ nhân đều làm ở ngoài hết, chứ không phải slide master đâu. Nói tóm lại, những cái định dạng nào mà nhất quán trong tất cả các slide hoặc nhất quán trong những cái layout, trong tất cả các layout đó thì mới vô slide master làm. Ví dụ như layout dạng tiêu đề và nội dung nó có vệt màu đỏ thì vô cái slide master, và vô cái layout dạng tiêu đề và nội dung vẽ cái vệt màu đỏ vô. Rồi cái tiêu đề thì màu chữ màu xám, slide nào cũng có thì vô cái master và chỉnh trên cái trên cùng chữ màu xám. Rồi cái slide number thì slide nào cũng có, cũng vô cái master và cái trên cùng để layout dạng nào cũng có. Còn những cái này thì phải làm ở ngoài, Văn Minh và Bách Việt, Nguyễn Việt Quốc cũng gõ ở ngoài, địa lý, tất cả những cái này gõ ngoài. Vậy cô gõ ngoài đây. Cái slide đầu tiên là chèn vô cái clip art. Cái slide đầu tiên đóng master view. Slide đầu tiên insert clip art, tìm coi nó có cái đó hay không. Trong cái clip art đó bấm go xong cuộn cuộn này nè, tìm thì cô thấy nó có nè ha. Bấm đây thì nó chèn vô cái slide của mình và kéo lại để chỗ mà giống cái mẫu của người ta. Rồi đến cái slide số 2. Còn cái này phông chữ này có thể định lại phông chữ Ego hoặc Tahoma. Nếu mà cô đặt đây á thì nó chỉ có tác dụng trong cái từ này thôi. Cô chọn cái đường bao nè, cô chọn phông chữ thì nó mới tác dụng trên cả cái placeholder đó ha. Rồi dưới đây thì nó là
địa lý Bắc Giáp Động Đình Hồ vân vân. Dưới này là địa lý. Rồi dưới này Bắc Giáp Động Đình Hồ. Rồi gõ vân vân, gõ ha, gõ. Rồi dưới này là dưới này là cơ sở văn minh trồng lúa nước ở nhà sàn. Dưới này trồng lúa nước. Văn minh ở nhà sàn trồng lúa nước. Rồi gõ, gõ. Rồi tiếp tục. Vọng cổ nhân người giỏi ra đi. Dưới này là vọng cổ nhân. Ngày gõ. Rồi ở đây cô thấy họ có cái bullet, bullet nè. Cái đầu tiên là bullet là bàn tay. Đầu tiên bullet là bàn tay cô chọn hết nè ha. Bullet nó tương tự như word. Nếu nó không có bàn tay đây sẵn thì bullet and numbering. Rồi chọn cái customer và chọn cái phông chữ Windin đó, nó tương tự như Word đó, Windin. Trong Windin nó có cái bàn tay chỉ nè, ok. Ha, chọn customer nè, customize. Ok. Rồi dưới này cơ sở văn minh thì cô thấy nó có cái bullet là cái nhị nguyên. Vọng cổ nhân cũng nhị nguyên. Bullet ở đây không có sẵn cái nhị nguyên thì bullet and numbering và chọn customize, cũng chọn phông chữ Windin. Windin là chọn cái nhị nguyên này. Ok. Rồi, ok. Rồi bỏ qua đây. Bấm F4 lặp lại hành động mới vừa rồi ha. Trong Word, Excel, PowerPoint, nếu mình mới vừa làm gì đó, định dạng gì đó, xóa hay gì đó, bấm F4 lặp lại hành động mới vừa rồi. Trong Excel mà nếu không cài công thức và không có bấm F4 để cố định thì bấm F4 lặp lại hành động mới vừa rồi. Rồi trong cái slide số trong cái slide số 2 thì có cái clip art này. Slide số 2 chèn vào clip art. Nó là clip art nào đâu? Tìm. Tìm. Rồi tìm trong cái clip art nó có cái quả địa cầu và cái hình này nè, ha. Rồi bây giờ slide số ồ. Quên. Quên. Rồi sai số đó. Rồi tiếp tục là hình Phật cơ sở văn minh. Rồi cái này ha, tốn thời gian tìm, tốn thời gian tìm. Cô chọn cô tìm nữa nè đó. Rồi các bạn chọn tìm vô nó có nha, ba cái này đều có đó. Rồi vọng cổ nhân cũng có cái clip art đó đó. Ở đây vọng cổ nhân có clip art đây này, dễ tìm tại nơi trên.
rồi, khi mà cô đã thiết kế mấy cái slide theo yêu cầu là được một điểm thôi. Nè, như thế này, được một điểm thôi. Ha, bây giờ mới đến. Nếu bây giờ mà cô trình chiếu view slideshow from begin thì khi cô click chuột nó hiện ra thôi, nó không có hiệu ứng gì hết. Vậy thì để tạo hiệu ứng cho slide, mình có hai cái tab. Tab animation là hiệu ứng cho từng đối tượng nhỏ nhỏ trong slide này nè. Animation hiệu ứng cho từng đối tượng nhỏ nhỏ trong một slide. Hiệu ứng animation thì nó có bốn loại. Loại màu xanh, intense là hiệu ứng xuất hiện. Hiệu ứng emphasis màu vàng, nhấn mạnh. Hiệu ứng exit màu đỏ, biến mất. Và hiệu ứng motion path di chuyển theo đường dẫn. Bốn hiệu ứng đó, đối với một đối tượng mình có thể thêm vô nhiều hiệu ứng cho cái đối tượng đó. Ví dụ như cái này nè, cô có thể thêm vô nhiều hiệu ứng. Đầu tiên là nó xuất hiện, hiện giờ bây giờ không có hiệu ứng thì khi cô trình chiếu mở lên thôi, giờ cô cho nó hiệu ứng xuất hiện. Hiệu ứng xuất hiện thì nó có rất nhiều hiệu ứng xuất hiện. Ngoài ra nếu more intense effects thì nó có thêm nhiều hiệu ứng xuất hiện nữa. Ở các mức độ basic cơ bản, subtle tinh tế, moderate tinh tế nhẹ nhàng gì đó ha. Rồi exciting phấn khích, nó có những cái mức độ này nè. Ví dụ cô chọn một cái hiệu ứng xuất hiện này đó ha. Rồi ok, đối với một hiệu ứng khi tạo animation thì nên mở animation pane ra, mở animation nhìn này nè. Đối với một hiệu ứng thì nó có những cái tùy chọn khác nữa. Nó có những cái tùy chọn start bắt đầu khi nào, bắt đầu khi click chuột, hoặc cùng với cái hiệu ứng trước đó with previous, hoặc sau hiệu ứng trước, sau cái đối tượng trước, sau hiệu ứng trước ha. Rồi nó có duration thời gian thực hiện cái hiệu ứng đó. Rồi nó có delay. Nếu bây giờ mà cô chọn click chuột ha, mà delay bằng không thì khi cô click chuột là nó làm thực hiện cái hiệu ứng đó liền. Còn nếu delay, ví dụ như đây cô tăng lên 3 giây, 3 giây thì khi cô click chuột nó đợi 3 giây sau nó mới làm. Giống như máy bay mình mua vé là 10 giờ bay, nhưng delay 1 tiếng đồng hồ có nghĩa là 11 giờ mới bay. Delay là như vậy đó. Khi cô click chuột nó đợi 3 giây sau nó mới làm. Còn nếu delay bằng không, chỗ này delay bằng không thì khi cô click chuột nó lập tức nó làm liền, lập tức liền liền. Vậy thì khi mà cô tạo một cái animation nó có những cái thuộc tính này đây ha. Bắt đầu khi nào, khi click chuột, hoặc bắt đầu cùng với hiệu ứng trước đó, hoặc bắt đầu sau khi hiệu ứng trước đó làm xong. Rồi cô có thể mở cái hộp thoại, click chuột phải đây nè, timing thì trong đây nó cũng có nè, bắt đầu khi nào ha, delay có trễ hay không, thời gian thực hiện bao nhiêu giây. Nếu thời gian thực hiện mà thời gian mà nó ngắn thì cái hiệu ứng nó thực hiện rất nhanh, còn thời gian mà nó lớn thì cái hiệu ứng nó thực hiện chậm. Có lặp lại hay không, những cái này thì mai mốt học PowerPoint nâng cao thì sẽ làm tới nhiều đó, còn đây thì không cần ha. Rồi cùng một đối tượng, ví dụ đối tượng Văn Minh Quốc Việt này nè, nó có cái effect option, cô có thể chọn lựa. Ví dụ như hiệu ứng này có thể là những cái đó nó theo hình ngang, horizontal, ngang, theo hàng ngang hoặc thẳng đứng, tùy vào mình chọn cái hiệu ứng như thế nào. Ví dụ như bây giờ cô chọn hiệu ứng này ha, thì nó có cái effect option khác. Cô chọn hiệu ứng này thì nó có cái effect option khác. Đó. Hoặc là ví dụ như cô chọn cái hiệu ứng bay vào,
Bay vào thì nó có cái effect option, bay vào từ dưới lên hay là từ bên góc trái dưới hoặc là từ bên trái qua hay nhân nhân đó, nó có cái effect option. Rồi, cùng một đối tượng cô có thể thêm add animation. Nếu bây giờ mà cô chọn hiệu ứng khác thì là cô thay đổi animation, nhưng nếu cô add animation là cô thêm hiệu ứng. Bây giờ cô có nè nha, đối tượng cái textbox Văn Minh Quốc Việt, cô có một hiệu ứng xuất hiện rồi nè. Bây giờ cô thêm một hiệu ứng nhấn mạnh add animation. Nhấn mạnh bằng cách nào? Bằng cách đổi màu đi ha, đổi màu. Vậy thì một mình nó có hai hiệu ứng rồi nè ha. Đổi màu, và cô muốn cái đổi màu này nó tự động thì cô chọn hiệu ứng đổi màu này nè, Star on lit, sau khi cái trước hoàn thành, after previous ha. Vậy thì nè, cái nào mà có số là cô phải lít chuột, còn cái nào không có số thì hoặc là after previous hoặc là with previous đó. Rồi cô có thể thêm nó một hiệu ứng nữa nè, chọn nó add animation, thêm hiệu ứng biến mất, thì một mình nó ba cái hiệu ứng nè. Cô chọn after previous luôn ha. Rồi bây giờ khi cô trình chiếu nè, thằng này nó sẽ một mình nó ba hiệu ứng. Để trình chiếu ở slide hiện hành, dưới góc phải dưới có chỗ này nè, cái này nó hiện lên cái chữ slideshow. Cô click chuột thì cái này xuất hiện ha, xong rồi tự động nó tự động nó đổi màu, nhấn mạnh bằng cách đổi màu và tự động nó biến mất. Rồi cô có thể thêm nó một hiệu ứng nữa, di chuyển theo đường dẫn add animation, và di chuyển theo đường dẫn theo đường loop này đi ha, loop số 8. Và khi cô click, nếu mà cái này nè biến mất rồi làm sao di chuyển theo đường dẫn? Nó thực hiện hiệu ứng theo thứ tự bên đây nha. Đầu tiên là xuất hiện, sau đó nhấn mạnh, sau đó biến mất thì làm sao được? Nên cô kéo thằng này bỏ lên trên, kéo thằng này bỏ lên trên, nó di chuyển theo đường dẫn xong rồi mới biến mất. Vậy thì cái này là tự động nè, sau cái trước, còn cái này cô lít chuột nó mới di chuyển. Rồi trình chiếu thử, lít chuột xuất hiện, tự động nhấn mạnh. Rồi bây giờ cô lít chuột cái nữa là nó sẽ di chuyển theo đường dẫn và tự động biến mất. Di chuyển theo đường dẫn và tự động biến mất. Đó. Vậy thì một mình nó có thể có nhiều hiệu ứng animation. Muốn xóa hiệu ứng nào, cô chọn nó, bấm nút delete. Muốn di chuyển hiệu ứng, cô ráp chuột, cô kéo nó. Ví dụ như cô kéo này lên trên đây. Vậy thì nó xuất hiện xong, click chuột nó sẽ di chuyển theo đường dẫn và tự động nó sẽ đổi màu bằng cách nhấn mạnh bằng cách đổi màu. Khi cô giảng thì cô làm nhiều hiệu ứng như thế, nhưng khi mình làm bài thi thì chỉ cần một hiệu ứng thôi là đủ nha. Tất cả các đối tượng đều có hiệu ứng animation. Rồi bây giờ cái này cô cho hiệu ứng xuất hiện thôi, ví dụ sếp hiệu ứng xuất hiện. Rồi cái Nguyễn Việt Quốc này cô cho hiệu ứng xuất hiện. Rồi dưới này cái này cô cho có hiệu ứng xuất hiện. Rồi dưới này những cái mà bullet như thế này nè, nếu cô không chọn gì hết, cô chỉ đứng điểm chèn trên một cái bullet, cô chọn hiệu ứng thì nó sẽ có tác dụng trên cả cái bullet đó ha. Còn nếu cô bôi đen cái này, cô chọn hiệu ứng thì nó chỉ tác dụng trên cái dòng đó mà thôi. Còn không bôi đen chỉ đứng trên đó thôi thì nó tác dụng trên cả cái bullet đó ha. Rồi ở chỗ này cơ sở Văn Minh chưa có hiệu ứng, cô chọn hiệu ứng. Rồi Đức Phật cô chọn có hiệu ứng. Ở này giọng cổ nhân cô chọn hiệu ứng. Rồi elip cô chọn hiệu ứng. Dưới chỗ này cô chọn hiệu ứng. Chỗ này cô chọn hiệu ứng.
chỗ này. Rồi vậy bây giờ cô trình chiếu nè, slideshow from bắt đầu, from beginning bắt đầu từ đầu, cô lít chuột mới có cái này. Nhưng mà bây giờ người ta yêu cầu là mình chỉ lít chuột vô cái đầu tiên thôi, còn khúc sau thì tự động trình chiếu. Vậy thì bây giờ làm sao? Hiệu ứng thì nãy giờ mình làm trong tab animation. Tab animation là thiết lập các hiệu ứng cho từng đối tượng trong một slide. Còn bây giờ tab transition là hiệu ứng chuyển từ slide này sang slide khác. Cô bây giờ là cô nông nè ha. Cái slide đầu tiên nông, cô có thể chọn hiệu ứng transition. Đây có nhiều hiệu ứng, cô chọn ví dụ như nó cũng có nhiều mức độ nè, tinh tế, phấn khích, nhẹ nhàng, vân vân. Ví dụ cô chọn hiệu ứng này ha. Rồi muốn nó tự động xuất hiện thì cô bỏ cái on mouse click đi và cô đánh dấu cái after. Người ta yêu cầu là sau 2 giây 3 giây gì đó, nhưng nếu 2-3 giây á, thì chấm bài á, cô thường mở cô xem thử để nó không dây đi ha. Rồi ở đây cô cũng chọn transition là cái gì đó, xong rồi cô bỏ on mouse click đi, đánh dấu after. Rồi ở đây cũng vậy, từng cái slide cô chọn cái transition khác nhau, rồi cô cũng chọn cái bỏ cái on mouse click, đánh dấu after. Cái này cũng vậy, bỏ cái on mouse click, đánh dấu after. Bây giờ trình chiếu từ đầu, cô chỉ lít chuột cái đầu tiên thôi, còn khúc sau tự động nó trình chiếu, tự động nó trình chiếu hết ha. Không cần cái animation mà mình tự động đâu, chỉ cần transition tự động là nó sẽ tự động hết tất cả các ngoài sao. Làm vậy cho nó nhanh. Rồi bây giờ hết rồi mà mình đi hội chợ đó, mình thấy họ cũng làm cái slide này, họ trình chiếu, và nếu mà hết nó quay trở lại từ đầu thì làm sao? Chỗ slideshow, custom slideshow, custom show không phải, chỗ nào, set up slideshow, chỗ này nè, lặp lại cho đến khi ấn escape. Ok, thì khi cô trình chiếu nó làm từ đầu đến cuối, xong rồi nó quay trở lại từ đầu. Chỉ khi nào mình ấn nút Escape thì nó mới thoát ra thôi. Lớp mình thấy nè, cái slide số 4 á, khi cô trình chiếu nè nha, cái này nó hiện ra trước, cái tiêu đề nó hiện ra sau. Vậy bây giờ sửa thì làm sao? Sửa thì mở cái animation pane ra, mà cô cái slide số 4 nè, slide số 4 thì thấy nè nha, cái cơ sở văn minh nó lại nằm ở số 5, cô mới kéo nè, bên animation, cô kéo bỏ lên trên. Thay đổi thứ tự cái nào trình chiếu trước, cái nào xuất hiện trước, vân vân. Rồi đó là